nó còn đi cố gắng sập trang 40k. Chuyên hay là Chiên ạ. chuyên CH hay là Chiên CH như này đúng không chị? ạ. Ok. Đến đây chị có hiểu đoạn này không đã? Bên Ạ. trong là các nguyên âm Vâng ạ. uể oải đó, Vâng. uể oải đấy, nguyên âm là uể oải đấy. Là cái đấy thì em tính ra là 6199995 ạ. Vâng. Ok. Tổng là 30 trên 3. 4 Vâng. 5 2 8 3 8 5. Chỗ này là 5 6 9, tổng là 30 này. 30 trên 3. Vâng. Đó, ở trên này là 10 này. 19 này. 19. 19 cộng với 3 là 22. 30 35. 34. 35 chứ, đúng không? 34. 19 này. 19 cộng 3 là bao nhiêu? 22. 22 cộng 8 bằng 30. 30 cộng 5 bằng 35 chứ. Sao lại bằng 34 được chị? Vâng, 34 cộng nhầm. Ok. Thế thì chúng ta nhìn này. Chị là con số chủ đạo của chị là bao nhiêu? Tám ạ. Điều gì khiến cho chị đang làm ngành nghề gì? Em đang làm kế toán ạ. À, ok. Kế toán thì nó là cái năng lượng số 8 này, nhưng điều gì khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc? Mang năng lượng số 3. Hạnh phúc khi được nói, khi được chia sẻ, khi được giao lưu, khi được trình bày, khi được diễn thuyết. Nhưng kế toán thì liên quan đến con số nhiều, dẫn đến công việc đấy chắc chắn nó chỉ thỏa mãn cho chị về mặt vật chất thôi, đảm bảo cho năng lượng số 8. Nó chưa đảm bảo được cho năng lượng con số 3. Chị có thấy điều đó? Vâng, thực ra thì em đang học thêm về cái chương trình siêu trí nhớ đấy, và để À. đăng vâng để đào tạo À, ok, tuyệt vời. ạ. Khi chị nghĩ đến điều đấy, nó mang cái năng lượng số 3 ra kích hoạt cái này. Tức là chị đang hướng đến kích hoạt con số 3 và bắt đầu đi vào con quỹ đạo năng lực tự nhiên sẵn có của chị cộng với bên ngoài. Ok chưa? Vâng. Đó. Đến đây là chị rõ chưa? Rõ cách tính chưa? Dạ em rõ Bây giờ là chị thắc mắc ở phần nào nữa không để em giải thích lốt. dạ lúc đầu em nghĩ là các cái con số này, ví dụ như là tổng của các con số này, khi mà các giá trị của nó ra cuối cùng ấy, thì lấy cái cơ sở nào để nói về các cái con số đấy ạ? Cơ sở chúng ta học từ 1 đến 9 từ hôm trước rồi mà. Vâng, hôm nay em vừa lấy lúc lúc đầu vào cũng có là một từ 1 đến 9. Ừ. Dạ Thì vâng. đấy là các ý nghĩa, ví dụ Hôm bữa số trước 3 chị là Chiên gì có thì học không? Hôm bữa trước em thấy mấy buổi chiều trước chị Chiên có học mà. dạ Có là mình học mà từ bắt đầu con số 1 á, mặt tích cực nó là gì, mặt phản diện của nó là gì đó. đúng rồi Con số đấy. 2 tích cực của nó là gì, phản diện mặt 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 hạn chế của nó là gì đó. Vâng Vâng đúng rồi ạ. Thứ hai là trong cái phần nội dung này, ạ. ví dụ nhỉ, ví dụ như cái con số năng lực tự nhiên sẵn có, ví dụ như vậy thì người ta gọi là sứ mệnh danh tính của bạn sẽ đưa bạn đi về đâu. Phương Tây người ta gọi là thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ, phương Đông thì người ta gọi là năng lượng tích lũy từ nhiều kiếp sống trước cho tới nay. Trong cuốn tần số học nó ghi hết cái đó, cái phần đấy đã có nên em không dạy, mà trong cuốn tần số học có hết rồi. Những cái gì em chia sẻ cho mọi người là những thứ mà không có trong cuốn tần số học. Anh chị có hình dung không ạ? Vâng. Chị Quang có hiểu ý mà em đang đào tạo cho mọi người không ạ? Tức là những Ok. cái mà đã có thì chúng ta không cần nhắc lại nữa, mà mình đang được học và được biết những thứ mà là những chuyên gia thì chúng ta phải biết nhiều hơn những gì ở trong cái cuốn tần số học đó, để giải thích cho khách hàng của mình, để tư vấn cho khách hàng của mình. Giống như ví dụ như vừa rồi là em mix các chỉ số là con số chủ đạo này, chủ đạo này, rồi năng lực tự nhiên này, rồi bên trong này, bên ngoài này, là những cái lõi này, kết hợp này, ngày tháng năm sinh là biểu đồ này, kết hợp các cái gì ạ, đường nối dài, đường nối ngắn này, được chưa? Sau đó thì dựa trên cái bản thần số học của chúng ta sẽ có đầy đủ. Ngày mai là ngày chúng ta sẽ căn cứ trên bản thần số học và Hiển sẽ tư vấn trực tiếp cho
anh chị ở trên bản đó luôn. Còn ngày hôm nay là chúng ta đang demo ở những phần ngắn, còn ngày mai là chúng ta sẽ ghép tất cả các mảnh bức tranh đấy trong một bản thần số có sẵn, được chưa? Cứ liên hệ với Vâng. chị Quang là có hết cái đấy. Ví dụ anh chị nào chưa có bản thần số gặp chị Quang là xong, ok Ví dụ như là cái khóa này mà học thì có những quyển sách nào để tham khảo hả thầy? thực ra ấy, nếu mà sách ấy, thì Hiển lời khuyên là tất cả những gì mà anh chị đã được học mà Hiển chia sẻ từ hôm trước đến hôm nay, chúng ta chỉ cần học hết tất cả kiến thức mà Hiển chia sẻ thôi là anh chị đã có hết ít nhất 20 cuốn sách trong đầu của mình. Những gì Hiển chia sẻ nó tổng hợp của 20 cuốn sách ấy, không những trong nước mà quốc tế. Anh chị hình dung chưa? Nhưng mà không ghi kịp Còn thầy ạ. khi quay video xem bảo chị liên hệ chị Quang sẽ phát lại cho anh chị video. Được chưa? Ok Bởi vì Hiển biết rằng chắc chắn không ghi kịp. Nếu mà mình mà đợi mà anh chị ghi kịp ấy, thì cái buổi học anh chị buồn ngủ lắm. Anh chị có hình dung không ạ? vâng ạ. Mình ghi là vào thời gian khác, còn đâu bây giờ này. Cái mà Hiển hướng cho anh chị là hiểu về tư duy này và những từ khóa rất quan trọng, thì tại sao Hiển bảo anh chị là phải ghi những từ khóa đó lại. Ví dụ như cái lúc mà Hiển đang tư vấn này là anh chị ghi những từ khóa này vào đầu được cái gì là anh chị ghi vào. Sau đó về ôn lại các cái gì, những cái thứ đã học nữa. Được chưa? Đấy, đấy là cái cách mình học. Chứ còn đâu nếu mà mình mà ngồi chờ mà đợi anh chị ghi hết cả một trang giấy ấy, anh chị cứ tưởng tượng anh chị mỏi tay không có muốn học đâu. Nhưng mà lúc khác anh chị ngồi ghi nó sẽ vừa là ôn lại bài nhưng vừa là ghi chép cẩn thận. Đó. Anh chị có hình dung chưa? Vâng. Nhiều khi bởi vì chúng ta là thứ nhất là chúng ta vừa học nhưng mà chúng ta chưa có va chạm và chưa có ghi chép lại bài, thì cái bài tập mà chúng ta về nhà ấy, bài tập về nhà ngày hôm nay đầu tiên là anh chị tính những cái gì ạ? Con số chủ đạo, tính họ tên của những người thân của mình làm cho nó quen. Ngồi dẫn giải suy luận dựa trên các con số. Sau đó là gì? Ghi chép lại hết các ý từ khóa. Ví dụ như từ 1 đến 9, mỗi một con số anh chị chỉ cần ghi khoảng 5 từ khóa. Nhớ 5 từ khóa thôi, đừng có nhớ tắt. Nhớ tắt làm gì cho nó mệt. Anh chị có hình dung không ạ? Hiển có bao giờ mà ngồi đi tư vấn khách hàng mà ngồi đọc nhớ hết đâu. Dựa trên cái bản thần số học nữa. Sau này anh chị đi tư vấn bán hàng thì chúng ta có cái bản thần số học này. Nó đã có hết cả chỉ số ABC ở bên trong nội dung ABC. Mình lúc đấy là ngày mai chúng ta sẽ học quy trình đó. Là chúng ta sẽ gạch chân những từ khóa quan trọng. Sau đó phân tích nói chuyện khách hàng. Một bản đấy trình thường là Hiển tư vấn. Thì ngày mai ấy, là không phải là Hiển là ngồi tư vấn 100% một bài. Mà Hiển sẽ hướng cho anh chị về tư duy nhiều hơn. Còn đâu các chữ ở đấy nó có hết rồi. Chúng ta chỉ cần biết chữ cộng với những cái gì chúng ta được học là chúng ta trở thành chuyên gia rất hay. Sau đó thì chúng ta thực hành nhiều. Tất cả mọi thứ người ta dạy thực hành là mẹ kỹ năng của thành công. Tất cả anh chị về không thực hành là chúng ta sẽ quên hết. Dù chúng ta có học tất cả kiến thức này. Còn nếu mà sau này anh chị đã thực hành xong những gì mà Hiển chia sẻ anh chị rồi, anh chị sẽ đọc hết tất cả những cuốn sách về tần số học ở ngoài kia thì đều là những cái thứ mà Hiển đã chia sẻ. Anh chị có hình dung không ạ? Đấy Thầy là ơi, chia để sẻ chân vâng. tình. Chia sẻ chân tình với anh chị như vậy. Bởi vì có quá nhiều học viên học ở nhiều những người khác nhưng mà đến cái hai cái ba vài ngày mà làm việc với mình ấy, là nó đã bao gồm hết tất cả kiến thức đấy rồi. Nhưng nó dễ hiểu ở cái chỗ chúng ta chỉ cần dùng những cái đó thôi. Còn những cái gì nó dài dòng quá bỏ bớt nó đi. Bởi vì cuộc sống này mọi thứ chúng ta mà nói dài dòng quá người ta không hiểu đâu. Anh chị dung ạ. Thầy để em hiểu Đó. thêm thì thầy xem hộ em cả những cái chỉ số năng lực ấy thì em xem là có thể Năng lực vừa rồi nói rồi mình đã. là vâng Chị nhưng chia xóa một vừa vài báo cáo chưa? dạ em chưa nhận được ạ. Chị ở độ nhóm nào? Em ở liên chị hệ với chị Quang. Nếu mà chị vâng. chưa có, nếu mà chị chưa có về cái bài báo cáo thì mình liên hệ với chị Quang. Chị ở cái độ nhóm nào? Em ở chỗ Bùi Thị Nhanh ạ. Nói nhanh Ok, chị Hiền vừa hỏi một câu hỏi là chữ y ở đây là chữ y dài nhé chị nhá. Chữ y dài, ví dụ như trong trường hợp mà tên là Liên, Liên là y ngắn, tên là Chiên y ngắn chứ không phải y dài. Y ngắn thì chúng ta mặc định nó là thuộc nguyên âm rồi, không phải bàn. Anh chị hình dung chưa? Đó.
tên. À, cách tính năng lực tự nhiên được chưa? Tính năng lực tự nhiên sẵn có thì bằng cách là chúng ta cái cách tính năng lực tự nhiên sẵn có này, ví dụ như này, một người tên đầy đủ họ tên. Vừa rồi ai hỏi cái tính năng lực tự nhiên sẵn có nhỉ? Em thầy ơi, em Nguyễn Thị Thảo. À đây, đọc luôn Nguyễn Thị Thảo luôn. Vâng. Hỏi phát thì trả lời luôn, đúng không? Thì chúng ta nhìn này. Về nguyên tắc thì cái năng lực tự nhiên sẵn có bằng tổng tất cả các chữ cái trong họ và tên, sau đó rút gọn, đúng không ạ? Thì bình thường nếu mà năng lực bên trong thì bằng các nguyên âm, đúng không ạ? Nguyên âm, trường hợp của chị Thảo là nguyên âm đây. Nhưng chữ y dài này nó sẽ là thành phụ âm thì chúng ta sẽ thành năng lực bên ngoài. Đúng không ạ? Đi đâu đấy và ngủ thôi. Ok chưa? Sau đó chúng ta cộng các con số này với nhau. Ở đây này là 5, 7, 7 là 24, 34, 44, 44 trên 8. Ở dưới này là đi 24 trên 6. Thì năng lực tự nhiên sẵn có bằng tổng tất cả các tên này cộng lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cộng lần lượt các cái này vào giống nhau thì khác gì là chúng ta cộng hai cái này vào nhau đâu. Sẽ bằng 8 cộng 6 bằng 14 trên 5. Chỗ này chị Thảo và cả nhà mình em là 1. Dạ. Hình dung chưa? Chủ đạo của em okay. Là 1. Chủ đạo của chị này là 1. Đến phần cách tính anh chị đã rõ cái năng lực tự nhiên sẵn có chưa? Em hiểu rồi. Có nghĩa là mình cộng hết tất cả các con số ở đây này. Nhưng mà vì mình đã tính cái này rồi nên là Hiển không muốn cộng lại mà mình gì ạ? Mình cộng luôn cộng nó với cái. Nhau. Vâng. Đúng không ạ? Em hiểu rồi ạ. Ừ. Với thứ hai là gì? Về sau này các cái việc tính này anh chị không bao giờ phải tính. Bởi vì nó đã có công nghệ giải quyết cho anh chị phần này. Việc của chúng ta chỉ là người giống như kiểu là chúng ta không cần phải đi tìm hiểu tại sao mà cái ô tô chạy được. Mà việc của chúng ta là mua ô tô là chúng ta chỉ cần biết lái thôi. Và biết dùng hướng dẫn thôi là xong. Anh chị có hình dung không? Đó. Ok. Thầy ơi, thầy cho em giải luôn vụ này cái. Không muộn rồi đấy. Nốt trường hợp này nhá. Giải nốt trường hợp này nhá. Dạ. Khoan khoan thầy, em chưa hiểu chút xíu thầy. Là cái okay. Chỗ mà 24 trên 6 với 44 trên 8 cái đó gọi là cái gì thầy? Năng lực bên trong, năng lực bên ngoài. Vẫn hỏi lại à? Cái này là cái bên ngoài, năng lực bên ngoài. Dạ. Còn cái này là năng lực bên trong. Âm. Bên trong. Bên trong. Vậy còn cái 14 trên 5. Năng lực tự nhiên sẵn có. Năng lực tự nhiên sẵn có. Dạ rồi. Được chưa? Thầy. Dạ rồi ạ. Ok chưa? Đến đây rõ chưa? Dạ. Dạ rồi ạ. Nói rất chậm đấy. Có ai chưa hiểu không để còn nói lại luôn một lần nữa. Dạ, giờ hiểu rồi thầy. Không đến lúc lại đi ví dụ nữa, còn đến đêm cũng không xong. Bởi vì anh chị muốn ví dụ đến nó nhiều lắm. Ok, trường hợp của chị Thảo. Thì đầu tiên, về cái chuyện là con số chủ đạo. Thì cái việc ở đây là chị, cái xu hướng người này là người thích độc lập, thích làm chủ, thích tiên phong, thích dẫn đầu, thích đổi mới, thích khám phá. Người này thích khám phá lắm, đi kèm với năng lực tự nhiên sẵn có số 5. Chị này là thích tự do cá nhân rất cao. Bên trong điều gì khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc? Hạnh phúc khi được chăm sóc, khi được yêu thương. Nhưng yêu thương ở đây lại mang đúng năng lượng cá nhân, có nghĩa rằng là chị thích thì chị làm. Hình dung ạ? Nó mang năng lượng số 6 này, nhưng lại nó mang năng lượng số 1 này. Thì cùng thì mình cứ mix vào với nhau. Được chưa? Chị Thảo có thấy năng lượng đấy nó rõ của mình không? Ước mơ cả người nghiệp hay là cái gì hay là... Thầy ơi, đúng thầy ạ. À, ok. Thế thì chị đang làm ngành nghề gì? Em đang làm ngân hàng. Nhưng mà đang chuyển okay. Sang đào tạo. À, ok. Tuyệt vời quá. Với những người này là xu hướng là tiên phong, dẫn đầu, đổi mới, lại thỏa mãn được cái sự tự do của số 5, khám phá, đi kèm số 1. Nên là chị này cực kỳ mạnh. Chị Thảo này là cá tính rất là mạnh. Là người mà ngày tháng năm sinh của chị là bao nhiêu?
Em 30 tháng 1 1977. Đúng không ạ? 30 tháng 1 1977 vâng. đúng không? Số chủ đạo 1 đúng không? Vâng. 1977 là bao nhiêu? 24. 24 cộng 1 25. Cộng em 3 đang là 28. 25. Ok. Điểm rèn luyện là 25. 28 là trước 28 28. 28. 28 là trước 40 như thế. À ừ, ok. Bây giờ chị là 25. Em là 25 rồi. Em sang ok. 25 rồi. Tức là chị này là đến độ tuổi mà ngoài bốn, năm nay là 77 là bốn mấy rồi. 45 ngoài 40 tuổi là chị này năng lực cái hành động số 5 bắt đầu nó mạnh hơn nhiều. Đấy, rèn luyện nhiều. Nên là lúc đấy là bứt phá hơn. Với cái năng lực này là nội lực của chị vô cùng mạnh. Chị này là không cần phải dùng. Để tự chị làm. Tự chị ý nghĩ, tự chị ý làm. Tự chị có cái định hướng là chị này thích như vậy. Mà một khi đã làm gì chỉ muốn làm chủ thôi, muốn đứng đầu hoặc là leader, chứ là không muốn theo đuôi. Xu hướng là như vậy. Là một người rất là tiên phong, độc lập. Cái năng lượng số 6 này, thích yêu thương, thích chữa lành thì nó bổ trợ, chỉ cần rèn luyện cái con việc chăm chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cho mình và cho những người khác ấy, thì năng lượng đấy số 6 nó sẽ kích hoạt được. Làm về giáo dục, về cộng đồng cũng được, nó sẽ bổ trợ cho chị số 6. Ở đây chỉ có 3 và 9 dẫn đến chị này là cái khả năng mà nói và diễn thuyết cũng được. Chị này là xử lý tình huống nhanh, khả năng xử lý xoay sở tình huống tốt. Đó, xoay sở tình huống tốt. Chỉ cần gặp vấn đề chị gặp phát chị quay cái vấn đề rất nhanh. Người ta gọi là xoay sở cực kỳ nhanh luôn. Anh chị có thấy rõ cái năng lượng này của chị Thảo ạ? Chuyển hướng nhanh như vậy ạ. À, chuyển hướng cực nhanh luôn. Đó. Linh hoạt, nói chung là linh hoạt. Linh hoạt, là người linh hoạt. Đó. Chị chỉ cần mỗi bổ trợ thêm cái số 4 thôi. Số 4 liên quan đến quy trình. Ví dụ chị làm đào tạo thì cần phải học quy trình đào tạo. Đã. Tức là mình cần phải đóng gói. Cần phải đóng gói, xây dựng những quy trình. Đã. Thì sẽ ok. Được chưa? Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ kết thúc phần demo và cũng như là buổi học ngày hôm nay ở đây. Nó sẽ kết thúc muộn hơn so với quy định là 1 tiếng đấy. Vợ Hiển bảo rằng là tại sao thầy dạy toàn cao su 10 giờ nghỉ nhưng mà toàn đến 11 giờ. Trước đây có mấy lần một số chương trình đào tạo này tận 1 giờ mới nghỉ. Học viên phiêu quá, học đến tận 1 giờ. Nhưng mà như vậy thì ngày mai em không làm được việc vì em còn mai còn chương trình đào tạo nữa. Ngày xưa là nhiệt tình quá anh chị ạ. Nhiệt tình quá đôi lúc là mình mất năng lượng cho ngày hôm sau. Đấy, nên là hẹn anh chị ngày mai là Hiển đào tạo từ cả ngày, từ sáng đến tối. Nên là pin có thể là trong mấy ngày liền là có thể sẽ hết pin đấy. Tuần này là cả tuần rồi, không có nghỉ ngày nào cả. Ok chưa? Rồi, rồi. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn thầy rất là nhiều. Cho thầy một cái thầy, cảm ơn cô Quang. Bây giờ cũng khuya lắm rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi nghỉ sớm để ngày mai chúng ta sẽ gặp lại một hôm nữa. Ngày mai nha. Dạ rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Bye bye thầy, để thầy nghỉ ngơi. Bye bye thầy. Thầy sẽ ở với mình. Bây giờ Quang chia sẻ một chút là đội nhóm anh chị nào mà vẫn chưa có một cái bài báo cáo để ngày mai chúng ta đọc thì Quang sẽ tặng cho đội nhóm của anh chị một bài. Anh chị ghi vô trong cô chat đây nè, để bạn cộng sự của Quang để lại cái số điện thoại đi nè, để lại cái ngày tháng năm sinh nè, trên giấy minh thư, địa chỉ mail, tên nè, ngày tháng năm sinh nè, địa chỉ mail, để gửi về theo địa chỉ mail trong cái ô chat này để bạn cộng sự, bạn sẽ ghi đội nhóm của chị, đội nhóm của anh chị nào anh chị Quang sẽ tặng cho đội nhóm của anh chị, để ngày mai anh chị sẽ đọc ở trên cái bài của mình, bắt đầu link vô trên cái bài báo cáo của mình đấy. Tức là mình phải trải nghiệm trên cái bài của mình thì khả năng là các bạn đó anh mình chúng ta sẽ dễ dàng hiểu sâu hơn. Đấy, hiểu sâu hơn rồi anh chị để lại nha. Quang Thị Thu Thảo như vậy là không được, để lại là phải có địa chỉ mail để gửi về địa chỉ mail. Quang Thị Thu Thảo nam hay nữ, rồi địa chỉ mail ở đâu, số điện thoại ở đâu, các anh chị phải ghi cho rõ ràng. Các anh chị ghi nhanh nhanh đi, khoảng trong vòng một phút thôi. Cái đội nhóm anh chị á,
Quang sẽ tặng cho đội nhóm của anh chị mỗi người một bài báo cáo. Dễ thương chưa? Để ở dưới cô Quang dễ thương đó. À, cái anh Kỳ ghi giúp cho Quang. Phan Thị Thu Thảo là ghi tiếp Phan Thị Thu Thảo. Phan Thị Thu Thảo, Phan Thị Thu Thảo là ngày tháng năm sinh, rồi nam hay nữ, rồi số điện thoại là cái gì, rồi địa chỉ mail là gì, anh chị ghi một nội dung vô rồi rồi Quang mới các bạn cộng sự rồi mới nhìn vô cái thông tin đầy đủ nó làm khỏi chạy qua chạy lại chứ, tội mấy bạn đấy chứ. À, rồi, nhớ là đội nhóm của mình nha, chứ còn anh chị, một số anh chị đã có rồi, đội nhóm của mình á. Cái đội nhóm mà ngày mai mà anh mà vô thực hành á, đọc trên cái bài báo cáo á, ngày hôm nay phải làm việc với thầy thêm ngày nữa. Hôm khoe với cô, hôm nay kết nối với hai trường hơn 1.000 người, trời ơi, chúc mừng chị Thảo, trời ơi, cưng quá. Đó là chị Thảo tha hồ mà quá tuyệt vời. Cái này mà phát triển thêm cái thần số học vô nữa là ok luôn đó chị Thảo à. Còn đi tặng thôi, đúng rồi, tặng đi. Quên cũng đang ngồi đây tặng các anh chị đó hả? Thằng trước. Anh chị ghi giúp qua ha, cái đội nhóm của mình á, cái đội nhóm của mình á. Cái đội nhóm của mình là ví dụ 5 người thì Quang sẽ tặng cho 5 người, đội nhóm của mình 6 người là tặng 6 người. Đội nhóm 7 người là tặng 7 người. Chứ còn chị Mến, Nguyễn Phương Huy gửi rồi mà chị Mến. Gửi cho con của mình rồi mà. Em đang giờ triển khai thêm sản phẩm của cô, đúng rồi đó, mình phải tặng thêm cái thằng số học nữa là ok, là hay cái thằng số học. Thứ nhất Quang nói cho anh chị biết là cái thằng số học đó là nó dễ thương lắm. Thứ hai là nó khám phá ra công cụ, và cái thứ ba nữa là nó dễ làm, cái sản phẩm nó cũng nó nói chung là cái công thức tính nó cũng dễ các anh chị. Đúng rồi, anh chị để lại giúp cho Quang với nha, họ và tên nè, ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư nè, số điện thoại nè, chị email nè, cái là mình rồi ok. Cái đây là một cái công cụ nhanh nhất để giúp cho chúng ta khám phá ra, hiểu về bản thân con người chúng ta, chúng ta thấu hiểu con người chúng ta hiểu con chúng ta. Vũ Quốc Thái mới vừa nói xong mà nhắn một tên duy nhất không à. Mai Thị Miền mình nhắn nguyên một câu rồi. Anh chị không thôi, anh chị nhắn vô trong cái nhóm nha. Anh chị nhắn vô cho một số anh chị ở đây ngồi chờ mình là không hết. Anh chị nhắn vô cái đội nhóm của mình ở trong cái nhóm Zalo á, cái đội nhóm của mình mấy người thì anh chị nhắn mấy người. Từng cái 5 người mà nhắn vô 10 người chứ là qua cũng xỉu á. Rồi ok, anh chị phải thuộc cái đội nhóm nào thì các anh chị nhắn vô ok. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ nữa. Anh chị nhắn vô trong cái nhóm Zalo đó, nhóm Zalo đào tạo thờ nhân số học đó được không? Ví dụ như bên chỗ anh Tiến á là anh có 5 người thì quan sức rồi nhóm qua 5 người ngày mai thì thay đổi cũng không đại nình như thế là mình không bao giờ phát triển, mình cứ tưởng đấy là mình tậu rồi, được chưa? Đây những người phía bên rồi, chúc cả nhà chúng ta ngủ ngon nha, hẹn gặp lại chúng ta ngày mai tiếp một ngày mai một buổi nữa. Tạm biệt cô. Chào mọi người. Chào cô. Trước con mới đâu đến trong rồi.